rất sớm thì đông đảo nhân dân cùng với chính quyền địa phương, các xã phường thị trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Linh đã có mặt tại nhà thi đấu và luyện tập thể dục thể thao huyện Vĩnh Linh để tham gia vào ngày hội tổng quân năm 2024. Và với sự phấn khởi kỳ vọng thì đông đảo các tân binh tham gia vào ngày hội tổng quân năm nay đều đã sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ trong môi trường quân ngũ. Năm nay, huyện Vĩnh Linh được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 191 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 147 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, 44 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Nhờ làm tốt các khâu chuẩn bị nên chất lượng thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và công an năm 2024 của huyện đã được nâng cao về trình độ học vấn cũng như về sức khỏe. 100% thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ công dân đều hăng hải và sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Mục tiêu phấn đấu của em là hoàn thành tốt tất cả nhiệm vụ mà nhà nước, đảng và cấp trên giao phó, cố gắng phấn đấu rèn luyện để trở thành một người chiến sĩ mẫu mực, một người bộ đội Cụ Hồ và trở thành một tấm gương tốt để cho thế hệ tân binh sau này noi theo. Tại lễ giao nhận quân, lãnh đạo tỉnh, huyện đã thăm hỏi, động viên các tân binh luôn giữ vững tinh thần, tiếp tục phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, khắc phục mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp lại niềm tin yêu của đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện.